Ok, vâng, Lệnh Ô Tô xin chào toàn thể bà con, các bác, các bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với em trong video clip ngày hôm nay. Hôm nay em lên sóng gửi đến cho quý vị và các bạn một dàn những cái mẫu xe Innova hiện đang có tại cửa hàng nhé. Vâng, từ đời 2006 đến đời 2016, từ form cũ đến form mới. Rất nhiều xe cho bà con, các bác lựa chọn nhé. Giá từ 150 triệu đồng đổ lên đến tầm khoảng trên 400. Đấy, quý vị nhà mình đang có nhu cầu muốn xem cái mẫu xe nào, alo trực tiếp cho em Lệnh Ô Tô nhé. Số điện thoại của em là 0866010016 nhé. Bà con có thể ghé qua cửa hàng để xem xe. Và trước khi đi thì alo trực tiếp cho em. Đấy, theo số điện thoại là 0866010016 để sở hữu ngay cho mình những cái mẫu xe này nhé bà con, các bác nhé. Vâng, nay em giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu xe Innova đời 2015 này. Bản E nhé các bác, chọn nhé. Đấy. Con này đời 2015 bản E này. Con này là 2009 này. 2009 bản G này. Đấy, con này 2008 này. Với giá tiền con này thì tầm khoảng 150 triệu thôi này. Đấy, chỉ có 150 triệu nhá. Đấy, con này thì 140 triệu thôi. Đấy, hai cái mẫu xe giá rẻ này, 2007 và 2008. Đấy, 140 triệu đồng một chiếc xe Innova đời 2007. Đấy. Đây. Đây bà con các bác nhá. Hồ sơ cầm tay sẵn nhá. Các bác chỉ cần về, chỉ cần sang tên bấm biển thôi nhá. Đấy, với giá tiền chỉ có 140 triệu đồng. Đấy, Innova đời 2007. Bản G nhá quý vị nhá, bản G nhá. Đấy, xe này có dịch vụ taxi. Đấy, dịch vụ em sẽ báo luôn dịch vụ nhá. Đấy, hồ sơ cầm tay sẵn rồi. Con này trước nó là màu xanh mai linh da. Đấy, bây giờ nó chuyển sang màu bạc. Bên cạnh đây em giới thiệu cho mọi người con này đời 2008 này. Đấy, với giá tiền tầm khoảng 150 triệu đồng thôi. Đấy, lên full đồ, xe đẹp không lỗi nhá quý vị nhá. Đấy, xe đẹp không lỗi nhá. Một chiếc xe rất là cứng luôn, 2008 lên full đồ rồi. Điều hòa 3 dàn, vô lăng 4 chấu này, màn hình này. Đấy, cả cam hành trình, cam lùi đầy đủ hết nhé. Với giá tiền cho mẫu xe này chỉ có 150 triệu đồng thôi. Đấy, bà con các bác thì mình đang thiện chí mẫu xe này thì có thể tham khảo. Đấy, cái mẫu xe này em đều có video hết rồi. Các bác có thể là vào trực tiếp video vào kênh và vào phần video để xem chi tiết từng cái mẫu xe một trong cái phần video của em. Đấy, con này 2008 này với mức giá chỉ có 150 triệu thôi nhá. Đấy, bác nào quan tâm thì alo cho em, biển Hà Nội luôn. Đấy. Cái phần định danh thì các bác khu vực Hà Nội mua cái mẫu xe này chúng ta vẫn không mất tiền biển nhá. Không mất tiền biển, chỉ mất tiền là thuế bình thường thôi. Đấy. Tiếp tục đây em sẽ giới thiệu cho anh chị bạn con này là 2009 bản G này. Đấy, 2009 bản G nhá. Con này với mức giá đang loanh quanh tầm khoảng 220 thôi. Đấy. 220 thôi nhé bà con các bác nhá. Đó. Với mức giá 220 triệu thì một chiếc xe không khoan này, tên tư nhân này, đấy, biển Hải Phòng. Xe không khoan quý vị. Đấy. Xe không khoan, không đục gì hết, đẹp, xe đẹp luôn, cứng cáp, tầm khoảng 220 triệu đồng, biển của Hải Phòng, tên tư nhân, đó, màu bạc xịn nguyên bản. Và đây chúng ta có một chiếc xe Innova đời 2015 bản E số sàn nhé. Một chiếc xe tư nhân, một chủ từ đầu quý vị nhé. Một chủ từ mới sử dụng, không dịch vụ, không khoan đục, không lỗi nhé. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp cho bà con, các bác lựa chọn với giá lên quanh tầm khoảng 370 triệu đồng. Xe bao đẹp 100%, không lỗi nhé. Đấy, máy zin keo chỉ, cột keo zin đời 2015. Đấy. Đó, một chiếc xe cực kỳ là đẹp, rất là đẹp cho bà con các bác lựa chọn nhé. Đấy. Bác nào đang quan tâm đến mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em Lệnh Ô Tô nhé. Đấy, Innova bản E đời 2015, xe tư nhân gia đình sử dụng nhé. Đấy, con này biển của Hải Phòng, tên tư nhân. Đấy, với giá tiền chỉ tầm khoảng 365 triệu đồng thôi. Vâng, tiếp tục đây chúng ta tiến ra bên ngoài này thì còn rất nhiều xe cho các bác có thể tham khảo và lựa chọn. Đấy, cửa hàng em thì Innova nó rơi tầm khoảng 15 con cơ. Đấy, 15, 16 con cơ, các bác có thể là tham khảo. Đấy, đây tiến đến đây giới thiệu cho các bác chị bạn con này đời 2006 bản G nhé. 2007 ạ, đời 2007 bản G quý vị nhé. Đấy, với động cơ máy của nó là 2.0 số sàn này, tư nhân một chủ này. Với cái mẫu xe này thì hoàn toàn không khoan đục gì hết nhé. Đấy, không khoan đục. Đó. Xe này thì màu đen nguyên bản luôn. Với giá tiền con này em đang chào bán tầm khoảng 190 triệu thôi. Đấy. Innova đời 2007. Đấy, một lanh quanh tầm khoảng 190 triệu đồng. Nội thất rất đẹp luôn. Con này nội thất mới thay bộ ống ghế da xịn sò luôn. Đấy, chân nỉ nguyên bản. Đó. Mới thay bộ ống ghế da đẹp. Đó. Xe thì các bác không phải lăn tăn gì hết nhá. Đấy, rất là cứng cáp, lanh quanh tầm khoảng 190 triệu thôi. Bác nào thiện chí mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em. Đấy. Tôn vỏ mỏng tang luôn. Đấy, biển của Hải Phòng. Một chủ từ mới này. Đó. Một chủ từ mới nhé. Bác nào đang quan tâm thì alo trực tiếp cho em. Tiếp tục đây em xin giới thiệu cho bà con các bác, cho bạn con này đời 2006 bản G này.
Đấy, 2006 bản G các bác nhé, biển của Hòa Bình nhé. Về phần đuôi xe, chủ xe có độ cạn này. Đấy, con này thì với cái mức giá đang chào bán loanh quanh tầm khoảng 180 thôi. Đấy, loanh quanh tầm khoảng 180 triệu thôi. Một chiếc xe Innova đời 2006. Đấy, độ lên màn hình OLED xịn sò, nội thất ghế da đẹp, xe không khoan, không có dịch vụ taxi gì cả. Đấy, với mức giá chỉ loanh quanh tầm khoảng 180 triệu. Bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em ở các ô tô nhé. Đó, biển Hà của Hòa Bình, đèn đóm rất sáng luôn. Đấy, cặp đèn thì nói chung là rất là sáng sủa. À, tiếp tục đây xin giới thiệu cho bà con, các bác, chị bạn. Con này là con đời 2009 bản G nhé. Đời 2009 bản G. Con này thì xe có dịch vụ nhé. Đấy, xe nào dịch vụ em sẽ báo luôn dịch vụ cho bà con có thể tham khảo luôn. Con này là có khoan, có dịch vụ. Với tầm tiền con này loanh quanh tầm khoảng, với mức giá chỉ có tầm khoảng hơn 200 một chút thôi. Đấy, đời 2009, tư nhân biển Bắc Ninh. Đấy, con này thì đăng kiểm hết thì bên em sẽ hỗ trợ đăng kiểm mới tinh luôn. Đấy, hỗ trợ đăng kiểm mới tinh nhé bà con các bác nhé. Đây là phần nội thất của xe này. Đó, đây, đây bà con các bác có thể xem nhé. Đấy, tầm tiền con này đang chào bán chỉ có 201 thôi. Một chiếc xe Innova bản G xịn. Đấy, xe cực kỳ chất luôn. Đấy, rất chất nhé bà con các bác nhé. Đây, nội thất của nó đây. Đó, trần nỉ này, bọc ni lông rất sạch đẹp này, nội thất rất tươi. Đó, với giá tiền chỉ tầm khoảng 201 triệu đồng, các bác nhà mình đã có thể sở hữu ngay một mẫu xe Innova bản G đời 2009 nhé. Đấy, biển Bắc Linh, biển Bắc Linh. Đó, vâng, đây còn mấy cái mẫu xe nữa đây. Đây, giới thiệu cho quý vị anh chị bạn, con này thì con Innova đời 2007 nhá. Con này thì sản xuất năm 2010 này. Đấy, 2010 này. Đấy, con này thì nói chung là xe thì có dịch vụ nhá. Con này thì trước kia nó có qua dịch vụ rồi. Đấy, với giá tiền loanh quanh tầm khoảng 220 triệu thôi. Đời 2010. Đấy, biển của Nam Định. Biển Nam Định các bác nhá. Đấy, đăng kiểm thì đến tháng 6 năm 2024. Đấy, loanh quanh tầm khoảng 220 triệu đồng. Cho bác nhà mình quan tâm đến cái mẫu xe này thì có thể tham khảo. Đấy, tiếp tục đây xin giới thiệu cho quý vị và các bạn, con này con đời 2009 bản G nhá. Con này thì nói chung là xe có dịch vụ, con này tầm loanh quanh tầm khoảng 201 thôi. Đấy, biển của Hải Phòng, tên tư nhân. Và đây em giới thiệu cho bà con các bác các bạn, con này con form mới này, con Innova đời 2015, form mới quý vị nhá, màu vàng cát nhá, màu vàng cát này. Đấy, biển của Hà Nam, tên tư nhân nhé. Đấy, với mức giá con này em đang chào bán đang quanh tầm 330 triệu nhé. Đây anh chị bạn. Đấy, 330 triệu đồng một chiếc xe Innova đời 2000 sản xuất năm 2015. Đấy, 2015. Con này trước kia thì nó có dịch vụ taxi ra. Đấy, có đổi màu. Con này có đổi màu nhé bà con các bác nhé. Đấy, bây giờ nó trang bị cái màu vàng cát. Màu vàng cát. Đấy, màu vàng cát các bác nhé. Biển của Hà Nam, tên tư nhân. Đấy, xe thì nói chung là khá là cứng cáp nhé bà con nhé. Tiếp tục đây em xin giới thiệu cho bà con các bác chọn, con này là con đời 2016. Con này nó sản xuất cuối năm 2016. Vâng ạ. Cuối 2016 bản G. À, bản E, xin lỗi mọi người, bản E nhé. Đấy, bản E nhé bà con các bác nhé. Với giá loanh quanh tầm khoảng trên 350 thôi nhé bà con nhé. Đấy, trên 350 triệu đồng một chiếc xe Innova đời 2016 bản E form mới. Đấy, bản E form mới. Đó, nội thất nỉ nguyên bản luôn. Đấy, trần bọc, trần da vào đây. Nội thất rất là đẹp, form dáng đẹp. Đấy, bác nào mà yêu thích cái dòng xe form mới này thì có thể tham khảo. Tầm tiền tầm khoảng trên 450 triệu đồng thôi. Đấy, quý vị nhà mình đã có thể sở hữu ngay một chiếc xe form mới Innova đời 2016 nhé. Vâng, vừa rồi em vừa lên sóng gửi đến cho quý vị và các bạn một dàn xe Innova hiện đang có tại cửa hàng Lợi Cát Ô Tô. Rất mong bà con các bác nhà mình đang có nhu cầu muốn sở hữu cái mẫu xe nào liên hệ trực tiếp với em Lợi Cát Ô Tô qua số điện thoại là 0866010016 nhé, hoặc đến trực tiếp cửa hàng em có địa chỉ tại quốc lộ 10 hướng đi về Thái Bình, Quảng Ninh. Đây là đây các bác anh chị bạn, khu vực bãi xe của em. Đấy, mọi người có thể xem này, còn rất là nhiều những cái mẫu xe mà giá rẻ đang chờ đón quý vị anh chị bạn có thể đến xem xe nhé. Trước khi kết thúc video thì cho em Lợi Cát Ô Tô gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể bà con cô bác anh chị bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ cho em trong thời gian vừa qua. Xin chào và xin hẹn lại quý vị anh chị bạn trong cái mẫu lần sau ạ.